Chào các bạn. Hôm nay các bạn đến với buổi lễ bế giảng huấn luyện tháng 9 tháng 10 2016 với tiết mục gì? Cô đôi hương nhà. Của người dân tộc miền Trung, miền Bắc hay miền Nam? Miền Bắc. Ồ, nó là phóng tác theo thể loại hát chầu văn. Ồ. Và những bộ trang phục này là mình tự may hay là mình đi thuê? Mình đi thuê. Ồ, và nó rất là vừa. Dạ. Rồi. Đợi ít phút nữa là sẽ có một sự hoành tráng không hề nhẹ trong buổi lễ bế giảng nha. Dạ, dạ. Cảm ơn các bạn. Ok, hẹn gặp lại. Gì? Hello. Cảm xúc của em như thế nào ngay lúc này? Dạ bây giờ thì em đang rất là háo hức rồi. À. Dạ để chờ đợi chương trình diễn ra những tiết mục văn nghệ cũng như là kết quả ai là bắt. Ok. Rồi good luck nha. Ok. Đây là toàn cảnh của buổi lễ bế giảng huấn luyện 2016. Đây là dòng nguyệt quế hả? Dạ, top 3. Dạ. Ok. Còn đây là những cái ba lô du lịch. Top 9 cộng tác viên. Ồ, ok. Ok. Trong đó có em không? Dạ, em đang hy vọng. Còn em thì sao Hảo? Dạ, em hy vọng. Ok. Nhưng mà dù gì thì mình cũng vui ngày hôm nay đúng không? Dạ. Và các bạn chuẩn bị rất là công phu. Okay. Good luck nha. Hello DJ. Không hả? Dạ không. Không. Hello DJ. Ông bấm. Chào cơ, chào. Quốc ca. Quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quân, bước chân dồn vang trên đường đồng đầy xa. Đời bao chiến thắng và một nước, sống lại xa trên khung quân này Nga. Đường vinh quang xây xa quân thù, ta sẽ lao cùng nhau làm chiến thù. Vì nhân dân chiến đấu
cũng đã chính thức mở màn cho buổi lễ tổng kết của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa các chị và các bạn hãy dành cho chúng ta một lớn tay cảm ơn các bạn. Con xin cảm ơn và cảm ơn các bạn của con. Vâng, xin cảm ơn. Buổi lễ tổng kết ngày hôm nay là về ngày 1 tháng 12 năm 2016 vừa qua tại thành phố Addis Ababa, Ethiopia, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể thứ 11 của Việt Nam. Và nhân sự kiện ngày hôm nay, phòng hướng dẫn khu du lịch nội địa cũng muốn hòa chung không khí cả nước mừng Việt Nam có thêm một di sản văn hóa mới. Kính thưa anh chị và các bạn, trong ngành du lịch Việt Nam, mùa thấp điểm thường rơi vào hai giai đoạn. Giai đoạn đầu năm đó chính là tháng 3, tháng 4 và giai đoạn cuối năm đó chính là tháng 9 và tháng 10. Và để tận dụng khoảng thời gian này, từ nhiều năm trước, tổ hướng dẫn thuộc phòng hướng dẫn nội địa, ngày nay là phòng hướng dẫn khu du lịch nội địa Sài Gòn Tourist, đã triển khai điều đặn hai chương trình kiểm tra và huấn luyện tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10. Đến nay đã trở thành truyền thống cũng như thương hiệu của phòng hướng dẫn khu du lịch nội địa trong toàn hệ thống lữ hành Sài Gòn Tourist. Trong đó, chương trình kiểm tra và huấn luyện tháng 9, tháng 10 là chương trình quy mô nhất, công phu nhất, tốn nhiều tiền của và sức lan tỏa rộng nhất. Chương trình kiểm tra và huấn luyện tháng 9, tháng 10 năm 2016 bắt đầu khai giảng từ ngày 6 tháng 9 năm 2016, bao gồm hai nội dung chính: huấn luyện lý thuyết tại số 1 Nguyễn Chí Thanh, 607 Nguyễn Trãi và kiểm tra thực hành trên tour Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Ninh Chữ, Đà Lạt 5 ngày 4 đêm. Và phòng hướng dẫn luôn ý thức rằng giá trị cốt lõi của tinh thần team building không phải là thắng hay thua, mà là khả năng phối hợp làm việc cùng nhau trong tập thể lớn, trong một đội ngũ đông. Trong team Kala tại khách sạn Sài Gòn Đà Lạt diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2016 vừa qua, anh Trần Quốc Bảo, giám đốc khu du lịch nội địa, kiêm giám đốc chi nhánh Sài Gòn Tourist tại Nha Trang, kiêm giám đốc chi nhánh Sài Gòn Tourist tại Buôn Ma Thuột cũng đã phát biểu rằng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Trong chương trình Team Building năm 2014 tại khu du lịch Dân Tâm, chắc hẳn toàn thể anh chị em chúng ta đều nhớ đội Big Hero trong chương trình Team Building của mình cũng đã đúc kết rằng We are one, có nghĩa là chúng ta là một, một tập thể lớn cùng một mục tiêu lớn. Và sau hơn 2 tháng kiểm tra, triển khai, tuy có gặp khó khăn nhưng chương trình đã tiếp tục khẳng định mục tiêu hướng đến đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp nhất Việt Nam thông qua việc truyền đạt phương pháp thuyết minh, nâng cao tinh thần đồng đội, học tập điều chỉnh lẫn nhau, phấn đấu hoàn thiện năng lực bản thân, kiến thức vững vàng, kỹ năng thông thạo, thái độ nhiệt tình, kiện toàn đội ngũ. Và bên cạnh đó, việc truyền ngọn lửa đam mê của nghề của những anh chị em hướng dẫn viên kỳ cựu dành cho thế hệ kế thừa, việc tìm, chọn ra và vinh danh những cá nhân có nỗ lực, không ngừng hoàn thiện bản thân mình cũng là những mục tiêu quan trọng của chương trình, và đó chính là lý do của kỳ huấn luyện lần này. Thì nay vẫn dịu dàng, xin mời tất cả anh chị em chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của hướng dẫn viên Võ Quốc Hoàng. Xin cảm ơn chị Huy Phượng rất nhiều. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình lễ bế giảng của khu du lịch nội địa tháng 9 tháng 10 thì Quốc Hoàng xin gửi tặng đến ban lãnh đạo cũng như là toàn thể anh chị một ca khúc được mang tên Biển Hát Chiều Nay. Thank you.
ngoài nắng cuốn sao. Con thuyền rất vui và gió ấm ngọt ngào. Mỗi người dân sinh lưu ly ngò áo. Mây trắng vượn lên những cành chiều vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào. Mỗi người dân sinh lòng linh linh màu áo. Cố gắng gần lên những ngàn nào ngàn. Tôi về Việt Nam ơi, sao Việt Nam hoa hoang những nắng trong chiều chiều dày vẫn vui ngàn. Thank you.
và Sài Gòn Tourist Tuga Team. Và chắc hẳn rằng các anh chị chúng ta cũng đã biết được kết quả. Và ngay bây giờ Thúy Phụ xin được nhắc lại kết quả một lần nữa về giải nhất gala. Chúng ta hãy gọi tên giải nhất gala là team nào ạ? Lớn lên nào. Và thưa quý vị, giải nhất gala đã thuộc về team 30 với giải thưởng trị giá 1.500.000 đồng. Xe ba ơi. Lên rồi xe ba ơi. Dạ. Và giải gì gala thuộc về nhóm Green và với giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ có giải gì đồng hạng đó là team Sanu. Xin chúc mừng 1.000.000 đồng dành cho team Sanu. Và xin trân trọng kính mời anh Châu Anh Cao Minh Hải sẽ trao giải thưởng cho các đội đã đạt giải trong phần thi gala. Giải nhất thuộc về team 30 với giải thưởng 1.500.000 đồng. Giải nhì thuộc về team Green với giải thưởng 1.000.000 đồng. Và giải ba trị giá 500.000 đồng thuộc về team Sà Nôn. Xin chúc mừng. Chúng ta đều biết là đứng cạnh bên Thúy Phượng đây
đây chính là quán quân của mùa huấn luyện năm 2015 vừa rồi. Và thật sự có thể là cho chị Phượng và tất cả các anh chị em ngồi đây chia sẻ cảm xúc của Thanh Sử ngay lúc này hay không? Và Thanh Sử có thể cho biết là quá trình phát triển của Thanh Sử một năm vừa qua sau khi Thanh Sử đăng quan quán quân mùa huấn luyện 2015. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Phượng. Thì lời đầu tiên cho phép MC có thể chào đến anh Vinh, đến tất cả các anh chị phụ trách phòng và tất cả các anh chị hướng dẫn viên và các bạn cộng tác viên đang có mặt trong buổi lễ bế giảng năm 2016 ngày hôm nay ạ. Em nhận được từ chị Phượng hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là về cảm xúc của em trong cái buổi lễ bế mạc ngày hôm nay. Thì thực chất thì em nhớ không nhầm, đó là vào ngày 1 tháng 12 năm 2015 là ngày mà em được vinh dự đại diện cho tất cả các anh chị em ở trong đây đã nhận cái công nhận đến từ ban giám đốc, đến từ anh chị phụ trách phòng, đó là chọn ra một người chiến thắng. Nhưng mà em lại nghĩ trong cái giây phút đó là tất cả các anh chị em trong phòng của chúng ta là người chiến thắng chứ không phải là em, có đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà thật sự may mắn hơn đúng không ạ? Dạ. Tất cả chúng ta đều chiến thắng nhưng mà thật sự may mắn nhất cho nên là mới được ngôi vị cao nhất đúng không? Đặc biệt luôn năm 2015. Và nhắc đến đây thì em cũng không quên cảm ơn tất cả các anh chị trong phụ trách phòng cũng như ban giám đốc và cũng như ban giám đốc khối. Và đặc biệt đó chính là người đứng bên cạnh Thanh Sử đây. Đó chính là người luôn hỗ trợ Thanh Sử đã trên thật sự cứ hồi hộp, tại vì trong công ty cứ mấy chị cứ bàn tới không biết ai quán quân, không biết ai quán quân, thật sự cũng hồi hộp đó, cũng thì đương nhiên là hy vọng đó, hy vọng nằm ở nhà hy vọng là mình được nằm trong top 10 là thấy sướng lắm luôn rồi. Nhưng mà không ngờ mình lại được sướng tên ở vị trí cao nhất, đó là một cái cảm giác sướng gấp đôi nữa. Tưởng tượng là sướng rồi, mà khi được sướng tên như là sướng gấp đôi, đó là một cảm giác rất là khó tả như vậy. Và đó là cái cảm giác bây giờ thật sự đang tồn tại. Hiện tại bây giờ đã còn sướng, nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Rồi câu hỏi thứ hai em cũng xin được phép chia sẻ luôn, đó chính là trong cái quá trình sau khi mà em gọi là đăng quan thì có thể nói rằng là phát triển, nói về cái góc độ phát triển thì ở góc độ anh chị phụ trách phòng cũng như chỗ anh Tân Công, anh Tuấn Huy cũng đã tạo điều kiện cho em phát triển nhiều cái tuyến mà trước khi em còn đi giới hạn, trước khi mà em đạt được cái danh vị ngôi vị đó đi ạ, thì em chỉ giới hạn ở Nha Trang, Đà Lạt và miền Tây. Nhưng mà sau khi được cái danh vị đó thì em được bay ra Phú Quốc, rồi mới vào ngày 27 tháng 11 này đây em được bay ra tới cái vùng đất mà em mơ ước nhất, đó chính là miền Trung. Và đó là cái mục tiêu của em trong năm 2016 và nó đã thành hiện thực. Và một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và Thanh Sử cũng hy vọng rằng một điều mà Thanh Sử tâm đắc nhất đó chính là bạn sắp tới được cái ngôi vị cao nhất á, thì chúng ta hãy giữ vững cái phong thái đó để tạo nên một cái đẳng cấp, mà đẳng cấp đó chính là thương hiệu Sài Gòn Tourist. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng, cảm ơn Thanh Sử. Và Thanh Sử cho chị hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nữa thôi, nhỏ xíu nữa thôi, đó là Thanh Sử có tự tin nghĩ rằng năm nay mình sẽ tiếp tục được quán quân nữa không ạ? Hay là ít nhất chúng ta cũng phải góp mặt, Thanh Sử cũng sẽ góp mặt trong top 9 cộng tác viên xuất sắc nhất trong mùa huấn luyện năm 2016 lần này. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Phượng. Câu hỏi của chị Phượng là cái điều mà nãy giờ Thanh Sử định chia sẻ mà cứ ngại bất ngờ. Thì Thanh Sử cũng đang khát khao và hy vọng, bởi vì cái sự nỗ lực và cái sự tâm huyết của mình đã đặt vào cái chương trình huấn luyện hàng năm, thì đương nhiên tất cả các anh chị đang ngồi đây cũng luôn khao khát, bởi vì mình đã nỗ lực hết mình rồi, thì đương nhiên mình hy vọng rằng điều đó sẽ được đền đáp trong cái ngày hôm nay đây. Đó là cái khát khao của em và của tất cả các chị đang ngồi đây. Vâng, xin cảm ơn Thanh Sử và xin mời Thanh Sử có thể quay về vị trí và chờ đợi kết quả, cũng như là tất cả các anh chị em chúng ta ngồi đây sẽ mình đã cố gắng hết sức mình, đã nỗ lực hết sức mình trong kỳ huấn luyện vừa qua và sẽ chờ xem kết quả sự nỗ lực của mình như thế nào. Và dù rằng đối với Thúy Phượng, dù rằng ngày hôm nay ai sẽ là người đăng quan đi nữa thì tất cả chúng ta đều là người đã
chiến thắng. Chúng ta đã chiến thắng chính bản thân mình. Chúng ta đã chiến thắng bằng sự nỗ lực của mỗi bản thân cá nhân và sự nỗ lực của tất cả tập thể để làm nên một mùa huấn luyện thành công và làm nên thành công cho mỗi cá nhân. Chỉ có điều ai sẽ là người may mắn nhất mà thôi. Và thường may mắn sẽ gọi tên ai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì thưa với anh chị, dành cho
dành cho anh Thế Hiền và bạn Cẩm Nhung. Chụp hình lưu niệm cùng với các thành viên có một thi thương minh xuất sắc nhất và cho hướng dẫn viên. Rồi, mình tới tháp Cuồng Long Gia Rai rồi. Ủa anh ơi, anh làm thấy mẹ của em đâu không? Anh không biết, anh không biết mẹ em đâu hết. Sao bước xuống xe mà em không thấy mẹ em đâu hết? Đâu, mình kiếm thử cho mẹ em ở đâu? Mẹ ơi! Đâu đây? Mẹ đi con! Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mắc toilet, mẹ đi toilet. Tiếng Hàn cũng bóp á. Trời ơi, xuống xe nè, chú nhìn thấy mắt cái bù quá, giờ nó chụp hình á, phải hết chịu nổi. Rồi rồi rồi, cô mời, cô đi đâu vậy cô? Đi toilet. Toilet hả? Khỏa mạnh chứ. Sướng sướng sướng. Rồi, cô mời đoàn của mình vô đây nha. Con giới thiệu đây là tháp Cuồng Long Gia Rai, là một trong những cụm tháp rất là nổi tiếng của người Chăm. Và bây giờ thì cô, gia đình của mình và đoàn của mình sẽ có 20 phút tham quan tại khu vực này. Sau đó chúng ta sẽ tập trung xem nha. Rồi, cảm ơn. Ê, chụp hình đi có 20 phút à, kêu đi. Chụp hình đi, phải kêu gì được chụp hình vậy luôn. Ôi, mà cũng chụp đẹp trai quá à. Sao có chuyện chụp không? Rồi, chụp 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 chụp. Bang bang con, bang con. Không hề. Rồi, rồi, xin mời nha. 1, 2, 3. Rồi. Bắt nó đền cái máy đi. Bắt nó đền. Đi coi. Đẹp không đẹp không? Đừng ra đẹp buồn đi trời. Má đó. Má đẹp quá à. Rồi, nhớ nha, 20 phút nha. Còn 24. Rồi, rồi, ok. Tao thấy mày chị địa nó nãy giờ nha. Cắm tiền cho mày. Để cho má. Tao đi ra xe đi có giờ rồi. Ở xe mình đâu vậy? Đây 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 đây, xem ở đây. Đây là hướng dẫn viên đứng đây nè. Ừ. Ủa cô là cô đây với em đây rồi, các bạn của cô đâu? Ờ mấy bạn ở bên cái chỗ bên kia kìa. Mà cô đi hỏi chuyện đó, hỏi tiền hỏi đây nè. Tại mình đi đoàn mà con phải tập hợp đủ người mới lái xe được chứ. Thì chúng cũng gà à. Dạ rồi. Ủa má, má, để con hỏi anh Quý hướng dẫn. Anh ơi. Ơi. Công ty em gala. Vậy thì ai làm MC vậy? Ờ, tối nay anh làm MC luôn. À, tôi làm MC hả? Ủa, đúng rồi cô. Xin lỗi con. Dạ. Ủa? Nhưng mà anh làm MC với ai? Công ty em á. Một mình anh. Một mình anh thôi hả? Ba làm được không? Ba làm được không? Thôi cô là cô dưới, cô chuẩn bị tiết mục âm nhạc nha. Tao đi toilet lần 2 nghe. Quá chịu rồi đó nha. Ôi, anh biết sao không? Mẹ khó quá à. Em làm chung nhưng mà năm nay là do chị bao em có cho nên nó là tiễn người khác rồi thôi, nhưng mà bạn bà nè, bạn thấy nó nhưng mà bé ơi, cô bé này trẻ hơn. Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi đến kìa. Rồi ok, bạn các bạn có bắt ra là kìa, không dùng lên xe nha. Thôi lên xe, lên xe thôi. Ủa tôi muốn được người hướng dẫn quá mà, anh dùng cái đó được không? Kính thưa quý vị, ca khúc Hãy Hát Lên vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đêm gala dinner ngày hôm nay của công ty dược phẩm Thảo Mai. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ trả phòng tại khách sạn Sheraton vào lúc 8 giờ. Và chúc cho toàn thể tất cả các anh chị và nhân viên trong công ty dược phẩm Thảo Mai, chúng ta sẽ có buổi tối thật là ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn. Ôi, quý, chào em.
Xin tự giới thiệu em, anh là ở bên công ty event Cỏ Mai event. Cỏ Mai hả? Cỏ là Thảo đó cưng. Ừ, nhắc lại là Thảo Mai cho event đó. Bên công ty anh là một trong những công ty gọi là event cũng khá là nổi tiếng của Sài Gòn. Và nãy giờ anh ngồi dưới anh quan sát thì anh thấy là kỹ năng, yếu tố em hội đủ và là một trong những người bên công ty anh cần. Thì anh muốn mời em về công ty anh để mà làm MC và cũng như là làm những các chương trình event. Anh hứa là sẽ không nói rương cho em, nhưng mà anh đảm bảo rằng cuộc sống của em sau này sẽ khá giả hơn so với khi em làm công ty, chính công ty của em đang làm. Có lẽ là em hơi chần chừ tí xíu, đây là kèm cái xích của anh. Nếu mà em có nhã ý thì có alo cho anh nhé. Ok, cảm ơn anh. Trời ơi, trời ơi, bị xinh quá à. Một bên là Thảo Mai Travel, một bên là Sài Gòn Tourist. Thảo Mai thì lương cao hơn, điều kiện tốt hơn, mà được Thảo Mai nữa. Còn nhưng mà Sài Gòn Tourist là cái nơi mà đã nuôi dưỡng cái ước mơ của mình và đã là cái nơi mà đã dạy cho mình rất là nhiều điều, một bên tình một bên tiền. Thôi, quyết định chọn Sài Gòn Tourist. Thành viên thứ hai là một bạn nữ. Xin chúc mừng bạn Ngô Nhật Thảo. Thành viên thứ ba, đây có lẽ cũng là giây phút rất là hạnh phúc của bạn cộng tác viên này, đó chính là bạn Trần Quốc Vinh. Và xin chúc mừng bạn cộng tác viên tiếp theo, bạn Trần Thanh Hải. Đây cho có lẽ cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ của bạn cộng tác viên Nguyễn Ngọc Duy. Và trong top 9 này năm nay chúng tôi ghi nhận cái sự đột phá của một cộng tác viên trẻ nhưng mà rất là có sự nỗ lực phấn đấu để được ghi nhận trong top 9 này, đó là bạn Võ Quốc Hoàng. Tiếp theo cũng là một bạn cộng tác viên nữ trẻ, đó chính là bạn Dương Thùy Dung. Xin chúc mừng bạn. Bao nhiêu người được các chị? 7 rồi ha. Như vậy còn hai thành viên nữa. Xin chúc mừng bạn Tắc. Xin chúc mừng hai bạn cùng lúc, đó là bạn Nguyễn Bảo Việt và bạn Lê Vũ Thành. Thank you.
khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Con biết Minh Hải không? Mẹ là thương tình mẹ lắm.
Nó cũng gì công việc mà bà má đẻ nghèo nè, ổng cũng đi ổng mới về, nó đen giống y chang ổng được biết không, thương lắm. Thôi cuộc sống ai cũng khổ, ai cũng tất bật để kiếm tiền mưu sinh. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Rồi thôi cho mẹ ông cháu mẹ lại đi để rớt nó. Rồi thôi hai đứa cái được không nữa nha. Mẹ thương, mẹ thương. Thôi bây giờ gia đình mình đoàn tụ rồi, chúng ta sẽ về ăn mừng. Yeah.